Trung Quốc muốn dùng Việt Nam làm đối thủ để luyện binh. Trung Quốc ngày càng lộ rõ ý đồ muốn dùng sức mạnh để đánh chiếm Đài Loan và nếu cần, đánh bật Mỹ và các đồng minh đến cứu viện. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc đang giáo diết rèn luyện để trở thành một đạo quân có đẳng cấp thế giới, tức là ngang hàng với quân đội của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc rất cần kinh nghiệm thực chiến. Việt Nam, nước sau cùng đánh bại Trung Quốc vào năm 1979, đã trở thành nước mà Bắc Kinh nhòm ngó trong tư cách là đối thủ thực thụ ở trên chiến trường trong một bài phân tích được đăng trên chuyên săn Nhật Bản The Diplomat vào ngày 14 tháng 5 năm 2019, ông Derek Grossman, chuyên gia phân tích quốc phòng kỳ cựu tại trung tâm Mỹ Rand Corporation, nguyên là cố vấn cho trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách châu Á Thái Bình Dương, đã khẳng định rằng đến một lúc nào đó, quân đội Trung Quốc sẽ cần phải kiểm tra trên chiến trường năng lực mới của họ và Việt Nam hoàn toàn có thể được coi là đối thủ được ưa thích. Bài viết mang tựa đề rất khiêu khích Việt Nam là nước được quân đội Trung Quốc ưa thích trong một trận đánh mang tính chất khởi động. Chuyên gia Mỹ đã nêu bật ra ba lý do khiến cho quân đội Trung Quốc sẵn sàng đánh Việt Nam để gọi là luyện binh, chuẩn bị cho cuộc chiến chống Mỹ. Theo ông Grossman, trong một bài điều trần vào ngày 7 tháng 2 năm 2019 trước Ủy ban Kiểm tra Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung của Quốc hội Hoa Kỳ, Dennis Blackwell, một nhà phân tích kỳ cựu về quân đội Trung Quốc đã nhận định rằng, lực lượng này hiện đang phải chịu sức ép lớn là phải tăng cường năng lực chiến đấu thông qua các kịch bản huấn luyện như chiến đấu thực tế. Quân đội Trung Quốc cần có kinh nghiệm thực chiến, khi chỉ thị cho quân đội là phải rèn luyện để trở thành một đạo quân có đẳng cấp thế giới vào năm 2050. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lẽ đã nghĩ đến sự kiện là cuộc chiến lớn sau cùng mà Trung Quốc đã tham gia là cuộc chiến tranh năm 1979 ở vùng biên giới phía Bắc Việt Nam mà Trung Quốc đã thua một cách đáng xấu hổ. Tuy nhiên cuộc chiến năm 1979 lại liên quan chủ yếu đến lực lượng bộ binh chứ không phải là một cuộc chiến mà Bắc Kinh dự trù phải đối mặt hiện nay dù là để chống lại Đài Loan hay một đối thủ khu vực khác ở Biển Đông hay Biển Hoa Đông với tất cả hầu như chỉ liên quan tới không quân và hải quân. Do đó kinh nghiệm chiến tranh lớn cuối cùng của Bắc Kinh gần như không thể áp dụng được. Đây là một lỗ hổng nghiêm trọng và đáng báo động đối với quân đội nhân dân Trung Quốc. Trong tình hình đó, quân đội Trung Quốc đã phải nỗ lực tập luyện nhưng đến một lúc nào đó, họ sẽ cần phải kiểm tra hiệu quả của năng lực mới tiếp thu và rất có thể họ sẽ muốn chiến đấu với Việt Nam một lần nữa như một bài tập khởi động cho các trận chiến lớn hơn, nhưng lần này là ở biển Đông. Theo ông Grossman, có ít nhất 3 lý do khiến cho Việt Nam biến thành điểm nhắm của ý đồ nói trên của quân đội Trung Quốc. Lý do thứ nhất, chiến trường Việt Nam và Biển Đông thuận lợi cho không và hải quân. Lý do đầu tiên là Trung Quốc cần phải có một cuộc chiến tranh trong lĩnh vực không quân và hải quân. Nói cách khác, chiến đấu với Ấn Độ ở vùng biên giới trên bộ, trên vùng đồi núi cao của dãy Himalaya không có lợi chút nào cho quân đội Trung Quốc. Một cuộc chiến khác trên bán đảo Triều Tiên có thể mang đến một số cơ hội nhưng vẫn tương đối hạn chế và cá biệt. Ngược lại, các yêu sách chủ quyền trồng chéo của Trung Quốc với Việt Nam ở Biển Đông và sự xích mích liên tục giữa hai bên đã cung cấp cho quân đội Trung Quốc một kịch bản có sẵn để tiến hành các hoạt động chiếm giữ và phòng thủ hải đảo cùng với các chiến dịch có phối hợp trên biển chống lại một số đối thủ khu vực. Theo Grossman, Trung Quốc và Việt Nam vào năm 1988 đã từng có một cuộc giao tranh ngắn ngủi tại đảo Gạc Ma, với hệ quả là Bắc Kinh chiếm cứ các thực thể trước đó do Việt Nam kiểm soát. Tuy nhiên trận đánh đó khác xa với kiểu xung đột mà quân đội Trung Quốc cần tiến hành để kiểm tra năng lực thực hiện và duy trì chiến dịch quân sự có phối hợp. Gần đây hơn vào tháng 5 năm 2014, Trung Quốc và Việt Nam đã xung đột với nhau quanh giàn khoan HD981 mà Bắc Kinh mang vào thành mục địa của Việt Nam trên biển Đông. Mặc dù xung đột chỉ diễn ra giữa các lực lượng tuần duyên và tàu cá, nhưng một số lượng hạn chế tàu hải quân Trung Quốc đã túc trực gần đó dự phòng trường hợp leo thang. Lần đụng độ tới đây có thể là rất khác lý do thứ hai tránh được việc lôi kéo mỹ vào cuộc chiến lý do thứ hai theo chuyên gia grossman là quân đội trung quốc gần như chắc chắn sẽ thích lao vào một cuộc chiến không có khả năng lôi kéo hoa kỳ vào cuộc do việc quân đội trung quốc vẫn chưa trở thành đạo quân đẳng cấp thế giới nên rất hợp lý khi cho rằng trung quốc ngay lúc này chưa sẵn sàng xử lý một kịch bản có mỹ cho dù hiển nhiên họ sẽ chiến đấu nếu bị bắt buộc điều đó có nghĩa là nếu chiến đấu với các nước có hiệp ước an ninh với mỹ như úc nhật bản philippines hàn quốc và thái lan có rất nhiều nguy cơ mà trung quốc phải chạm trán mỹ điều mà bắc kinh không mong muốn trong số các quốc gia vừa kể trung quốc đang có tranh chấp chủ quyền với nhật bản và philippines những tranh chấp có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Tuy nhiên trong trường hợp Nhật Bản, Washington năm 2014 đã nói rõ là việc bảo vệ quyền kiểm soát hành chính của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư, bị Trung Quốc tranh chấp ở biển Hoa Đông, nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Tương tự như vậy, vào tháng 3 năm 2019, Hoa Kỳ nhắc lại rằng một cuộc tấn công vào lực lượng vũ trang hoặc tàu thuyền nhà nước của Philippines sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ hỗ tương Mỹ-Phi cho dù cam kết của Hoa Kỳ dường như không nhất thiết bao hàm việc Trung Quốc xâm lược các hòn đảo đang tranh chấp ở trường Sa như đảo Thị Tứ, tuy nhiên điều đó chứng tỏ Washington cũng chú ý đến việc bảo vệ Manila trong khu vực. Đáng chú ý là sự kiện Washington không có liên minh an ninh chính thức với Đài Loan, một nguy cơ cho đảo này, điều đó tuy nhiên chỉ đúng trong một trường mực nào đó, vì luật quan hệ với Đài Loan của Mỹ buộc Washington phải bảo vệ Đài Bắc chống lại sự xâm lược của quân đội Trung Quốc, kể cả khi hai bên không có liên minh quân sự chính thức không giống như các đồng minh Mỹ trong lĩnh vực an ninh cũng như trường hợp đặc biệt của Đài Loan, Việt Nam sẽ không được Washington hỗ trợ về quân sự. Chẳng hạn trong vụ giàn khoan HD 981 vào tháng 5 năm 2014, Mỹ chỉ ra tuyên bố quy trách nhiệm cho Trung Quốc và kêu gọi cả hai bên duy trì hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, quan hệ quốc phòng Hoa Kỳ Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong những năm gần đây với một số tàu sân bay Mỹ đến thăm Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018 lần đầu tiên kể từ sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Dù sao thì chính sách quốc phòng 30 của Việt Nam nghiêm cấm các liên minh về an ninh, quân sự khiến cho Hà Nội khó có thể tìm cách ngăn chặn Trung Quốc thông qua một tuyên bố chính thức với Washington. Do đó Bắc Kinh có lẽ đã cảm thấy tương đối yên tâm vì sự can thiệp của Hoa Kỳ ít có khả năng xảy ra trong trường hợp của Việt Nam. Lý do thứ ba, Việt Nam có thể bị đánh thắng dễ dàng. Lý do thứ ba và cuối cùng theo chuyên gia Mỹ là quân đội Trung Quốc có lẽ sẽ thích một cuộc chiến tranh mà họ có thể sẽ chiến thắng. Mặc dù đây là một điều hiển nhiên, nhưng lý do này đặc biệt quan trọng do việc quân đội Trung Quốc cảm thấy bối rối sau khi bị thua trong cuộc xung đột biên giới năm 1979 chống lại Việt Nam. Cái may mắn cho quân đội Trung Quốc là vào lúc này, họ đã có lợi thế quân sự áp đảo ở Biển Đông. Đối với chuyên gia Grossman, việc hiện đại hóa quân đội Việt Nam trong những năm gần đây đã hướng đến việc bảo vệ lãnh thổ và, và nếu cần thiết mở một cuộc tấn công bất ngờ và ngoạn mục vào các vị trí của quân đội Trung Quốc để buộc Bắc Kinh xuống thang chiến tranh. Nhưng nếu Trung Quốc vượt qua được chiến lược đánh chảy máu mũi này, thì Việt Nam không có khả năng duy trì các hoạt động ngang tầm với Trung Quốc do thiếu người và phương tiện. Ngoài ra, trong lĩnh vực quan trọng là học thuyết quân sự, việt nam chưa bao giờ thực sự chiến đấu trong các lĩnh vực không quân và hải quân mặc dù cũng phải thừa nhận là quân đội trung quốc cũng vậy điểm đó làm dấy lên hoài nghi lớn về khả năng hà nội có thể tiến hành chiến dịch hợp đồng binh chủng từ đầu thay vào đó việt nam có thể tập trung hơn vào việc chống lại các lực lượng dân quân và cảnh sát biển trung quốc trong những cái gọi là vùng xám vì đây là kịch bản khả thi nhất trong tương lai dù sao thì việt nam chỉ là một quốc gia bậc trung nên dễ bị đánh bại có thể giúp cho tập cận bình cải thiện năng lực của quân đội trung quốc cần theo dõi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tại Biển Đông. Trong phần kết luận, chuyên gia Derek Grossman công nhận rằng các lập luận ông đưa ra mang tính chất cố tình khiêu khích nhưng dựa trên những sự kiện thực tế và lý luận có cơ sở. Đối với ông Grossman, quân đội Trung Quốc và chính quyền Bắc Kinh có lẽ không tìm kiếm một cuộc chiến với Việt Nam vì chiến tranh có thể làm gián đoạn nghiêm trọng sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và có thể làm tổn hại đến uy tín và mối quan hệ quốc tế của Bắc Kinh với Hoa Kỳ. Nhưng nếu một tình huống khu vực dẫn đến phải sử dụng vũ lực thì Việt Nam sẽ là địa bàn khởi động ưa thích của quân đội Trung Quốc, vừa mang lại kinh nghiệm chiến đấu rất cần thiết cho trong các lĩnh vực không quân và hải quân, vừa không sợ bị Mỹ can thiệp, vừa dễ dàng mang lại chiến thắng cho Trung Quốc. Có thể mang lại cho quân đội Trung Quốc các điều kiện thuận lợi như vậy, do đó chúng ta cần phải chú ý hơn trong thời gian tới đây về quan hệ Trung Quốc Việt Nam ở Biển Đông. Kêu gọi khẩn cấp hiện đại hóa lực lượng cảnh sát biển nhằm đối phó nguy cơ phương Bắc. Trong khi lực lượng chấp pháp cảnh sát biển mấy ngày vừa qua luôn ở trong tình trạng báo động khẩn cấp và đối mặt với hiểm nguy rình rập do kẻ thù phương Bắc gây ra trên chính lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Sự việc trở nên vô cùng cấp bách và đã một tuần lễ trôi qua, ấy thế mà người dân trong nước không thể được biết, đảng thì giấu nhẹm. Thư hỏi trong trường hợp xấu nhất khi xung đột xảy ra, ai sẽ là người đứng ra để bảo vệ Tổ quốc, đảng hay là nhân dân? Câu trả lời là người dân sẽ phải đứng mũi chịu sao và lũ đảng viên chó bù sẽ là những kẻ bỏ chạy đầu tiên. chúng sẽ cùng với gia đình và người thân dùng số tiền dơ bẩn do vơ vét cướp bóc được để chạy qua những nước tư bản dễ chết, sinh sống và hưởng thụ. ấy thế mà bọn chúng lại nỡ đối xử với nhân dân như vậy, nhân dân trở thành những quân cờ thí trong tay chúng, quả là quá bất nhân và tàn độc. phần lớn các đảng viên hiện nay đã lộ rõ bản chất tham lam vô độ và chỉ biết ăn chơi phè phỡn cùng với hưởng thụ bằng chính những đồng tiền dơ bẩn do cướp được của người dân. Thư hỏi, trong thời gian thực dân Pháp đô hộ đất nước ta, người dân chỉ phải chịu đến 400 loại thứ thuế phí đè lên đầu, và sau khi Đảng Cộng sản nắm quyền điều hành đất nước, chúng đẻ ra đến gần 2.000 loại thuế phí, gấp đến 5 lần so với thời thực dân đô hộ. Điều này thực sự hết sức phi lý, ngoài việc siêu cao thuế nặng chúng còn tước đoạt đi không biết bao nhiêu quyền tự do của công dân như quyền lập hội, biểu tình, tự do tôn giáo tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, vân vân. Trước đây khi người Mỹ ở miền Nam, người dân Sài Gòn được sống trong cơm no áo ấm, người dân được đảm bảo quyền tự do, buôn bán sầm uất. Sài Gòn đã trở thành một trong những thành phố lớn nhất châu Á thời bấy giờ. Lúc đó ngay cả Seoul của Hàn Quốc hay đảo quốc Singapore cũng phải suýt xoa ao ước bao giờ đất nước mình mới được như Sài Gòn của Việt Nam. Báo chí quốc tế thì đặt cho Sài Gòn cái tên Mỹ Miều là Hòn Ngọc Viễn Đông. ấy thế mà nhìn lại xem, sau 44 năm từ ngày người Mỹ rút khỏi Việt Nam và Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản, lúc này đây, người dân oán khí ngút trời, chỗ nào cũng thấy dân oan, quan lại thì vô trách nhiệm và chỉ biết vơ vét và ăn chơi. Đất nước thì tụt hậu so với lân bang và thế giới, Sài Gòn thì nhích nhác, ô nhiễm, cướp bóc hoành hành, trật tự xáo trộn, vân vân.